chúng đã bò tới đi cho nó. Lấy cái bồ bán nhà má đưa đi. Mấy là mai mốt coi. Thì kinh đi chị. Hả? 35. 35 hả? Bữa nay không ai dám ăn nhiều đâu anh. Ăn nhiều cái đường á. Mấy giờ có? Mấy giờ có? Mình ngày nào có? Nghĩa là mấy giờ mình mới biết coi chứ? Ngày nào? Nghĩa là ngày nào? Mà móc cả. Chắc lên thật sự chắc 7 giờ phải không chị? Trước tiên là được ông thuê mình về thì trong quá trình mà làm đường phèn thì cháu bỏ vô cháu lại gọi cho nó con ấy rồi đánh trứng rồi đánh trứng xa cho nó lại nhắn cái bột nhảy nó đi cái bột chưa đi rồi mình có chế thấy cái bột nó đi ra rồi cái được mình thêm chi chứng chơi cho nó cũng tốt để rồi mình lượt sang rồi cái mình lượt qua cho nó sạch sẽ ra rồi đó rồi mình bắt đầu mình bỏ vô mình cua rồi hả thì nói chung là nó cũng rất là dễ nhưng mà nó hơi nhẹ nhàng tí thôi cái cần là nó thì nó rất là dễ cần lồm á thì nói chung là nó cũng rất là nhẹ nhàng cái đường này là đường phèn bò đường phèn cũng là đường phèn. Đấy là đường phèn vòn là khác đường phèn trắng gì đấy không? Đường phèn trắng là mình nấu đường ăn thê. Còn đường phèn vòn là mình cũng đường phèn vòn. Nhưng mà cái đường vòn thì mình nấu nó đường vòn. Chứ không nguyên thủy là họ nấu bỏ màu trong không có đâu. Họ nói là ý là họ thái nhiều lúc họ thái họ nói là nào thấy nó để xô là đường trắng mà nấu nó vòn. Nhưng mà không phải như vậy, không phải là bỏ màu đó thì gì không nói vậy chứ. Không có vậy chứ đường vàng qua đường đây là ví dụ như chẳng hạn như là cháu mua đường là đường đã ở đường thêm thì cho nó cũng rét rồi đường cũng nhà má đường nhưng mà cái đường kia là nó bò nhưng mà tại sao lại có là trắng nó vào mà xong trắng hết đi hoặc vàng hết đi họ thích họ chuộng cái nhà quan niệm mà họ kêu là đường trắng là có quá chắc có đồ cho mình thiệt ra không có đường trắng là chỉ cần mình lò cô nhìn cháu ví dụ như là đường trắng là chẻ qua có như là mình lò kỹ cần sạch sẽ nhây là đúng đấy nhây rồi lò kỹ cần sạch sẽ là nó nói mình trong quá trình mình lò là cháu biết trứng nữa chứ trứng dữ lắm
trứng muôn lần 10 cái trứng. Mình về mình đánh trứng mình vớt. Ê nhưng mà nó có vậy. Cái bọt nhĩ mà nó lây nè mình vớt biết đây nè cái thái cái bọt nhĩ nè. Giả nó mình làm sạch là nó sạch hơn chứ còn mà nó là không có vậy mới vôi nữa. Chưa ngang là hơi vợ chồng là chăm biết ngang ngang, hồi xưa là con còn nhỏ là bảo công mình rồi. Bảo công mình là bây giờ thì nói chung lớn tuổi rồi. Sao mình mỗi lần mình ấy mình phải đi vòng quanh vậy mình đổ một chỗ đi. Đi cái đường điều đinh á. Lấy chú, bây giờ mình đứng mình khoái lau không chú? Bây giờ cực lắm hả chị? Ờ chị cực mà muốn đang được chứ mà chị không cực ngon nữa. Ờ chị khó. Cực như thế nào chị? Lan đường xuyên đi, con ngạc xuyên đi. Cô như là chạy nó như hơi tẩu đang bồng. Chậm chậm là mình tối thui của mình. Trời ơi, chị mất cái này, đủ qua đây đi, em mất, đủ qua đây em mất. Không có nó phèn được, đi mượn nữa. Trời ơi. Nó phèn lên nó không. Ừ. Rồi, chị lầm 2-3 cái cho chị. Mười năm trở lại đây cái đường phèn nó rất là công dụng, ví dụ như chẳng hạn như là quà biếu, ví dụ như ở miền hồi xưa ngàn mét là họ không có em đường phèn, nhưng bữa nay mà nó hồi chuộng lắm. À giờ cháu biết không nè, dầm tranh đồ nè, rồi họ nói chung là cái gì giờ cũng dùng đường phèn chứ. Ví dụ ở mình nó cũng vậy nè, ví dụ như nhà chẳng hạn như nhà cô hoặc là mấy người mà họ mua cái đường phèn giờ nó tràn, ví dụ chà nét cho đồ giờ họ cũng không mua cái đường phèn, nên nói chung anh nói cho hơi cây lại cho mấy màu bọt, nhưng mà cái độ ngon á, nó độ thơm á, nó rất là thơm. Ví dụ như bên An nha, là cô bán mấy người hủ tiếu bún rồi đó nghe là không mua đường phèn hết. À, còn cô bán là Hữu An nha, cô bán quán ngon nó được là cô bán đường phèn ra ra là chuyện tự tiện nha, nấu cái gì mà bỏ đường phèn nó rất là ngon, cái hương nó ngon mà nó thơm đó. Cái thành nói chung là cho nó cho biết không, đường phèn mà nếu như nè như hồi xưa mà cái chẳng đi thiếu thì bán cà á, bữa nay như gì chẳng hạn mình ca được đó nghe họ không có đường phèn á. Cô bà bảo mấy cái quán người ca bên kia là cái đường phèn, đã đi Gia Lai, đã đi Công Tâm, nói chung là cốt này nó cũng có đường phèn nhưng mà nó không có ngon, không có chất lượng. Ở chị đó là người ta họ nấu là họ nấu những cái thứ đường nó không có đảm bảo cái đường nó không có bền, cái đường của nghĩa mình tuyệt đó là cái đường của nghĩa mình rất là ngon. Dạ cô hỏi còn cái đường thao đó thì thường ở đâu họ mua nhiều đường thao với đường phèn cái nào bán được hơn? Đường phèn bán được hơn nhiều chứ, đường thao thì tính thoảng thôi chứ, ví dụ như người họ mua 5-3 bánh rồi gì họ bán lẻ họ bỏ quán rồi đó cho họ, rồi họ làm miếng là họ bỏ quán. Còn cái đường phèn đó là họ mua lần 50 ký 100 ký rồi gì họ bán cho mỗi người 10 ký 10 ký. Cô Hà bán cho mụ rau hả? Mụ rau đó là mua đường phèn của cô đó, rồi nó nấu nhanh hết đó. Ở tỉnh nào bây giờ, ở tỉnh nào là tiêu thụ? Cô có đi Sài Gòn, Hà Nội hay là bán không qua mạng ha? Thoảng, ví dụ như cũng đi, nói chung là cũng đi ví dụ như Quy Nhơn, rồi Quảng Nam, Hội An rồi đó là cô bán, ví dụ như Tâm Kỳ,
cái này nó cũng có đường như mình, nhưng mà cái như nhà má đường cái gì Lâm Sơn nó cũng có như đường như mình, nhưng mà họ là không chuẩn. Ví dụ như cục đường của mình là bón 19 ngàn 190 ngàn, và cục đường nó bón 170 ngàn thôi, là bởi vì cái độ ngọt nó không có bàn cái độ ngọt cái đường của mình, biết cái lượng cái chất cái hương thơm của nó không có có bàn cái hương thơm của cái đường mà ông kia mình chứ không phải là so với cái độ ngọt. Ví dụ như thay vì cái đường này cô cháu nêm dòng khoảng 1 muỗng, cái đường nó cháu nêm 1 muỗng, nhưng mà họ là không thích, là cũng không chuộng cái đường của mình. Dạ, ý là tại sao mà đường Quảng Ngãi mình là ngon hơn? Ví dụ như cô học được cái nghề đó hay là truyền thống từ giờ, hay là ai bày cho cô làm, hay là sao? Nói chung là hồi xưa là cô cũng ăn cắp nghề thôi. Chứ hồi xưa là ở đây là không có ai làm mấy cái. Có trên đường Nguyễn Công Phương người ta làm, nhưng mà hồi kia là cô làm cái tinh cái đồ, sau này cái nguyên liệu nó không có nữa. Bây giờ mình không biết cái nghề gì làm mấy cái. Cái đồ bây giờ mình đi có đi, nói chung ông xã cô cũng rất là hầu đốc. Tới 4 đứa con học làm mà. Thế đứa học thì học, thế đứa học càng tốt. Một đứa con lớp 10 hơn đến lớp 10, mà bây giờ bé quá không biết làm vậy. Cái đồ ông xã cô ông cũng đi hạt lõm, mà nói chung là lần nào mình về mình làm cũng thất bại cái chắc, làm sao mà nó được được. Mình làm cái đồ lần lần cái đồ bao, mà hồi xưa ha, à, cái thầy cô làm là nói chung là giữa ăn bao nhiêu cái mà cái đồ ha, ngày cái Biên Thành bây giờ nghe cái nghề đang là đi cuộn á. Ở đây chứ cứ mà năm sáu cơ sở như là như con chứ cửa làm một cơ sở cô, nhưng mà ở đây là cái cơ sở cô là làm trước. Ví dụ như cô là mà lẽ ha, thì mấy người kia làm lấy 3, lấy 4, lấy 5, lấy 6 vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ hỏi cái cuối cùng nè. Cái đường này đổ qua đây rồi sao đó làm gì nữa? Cái đường thao á. Cái đó múc qua cái đó sang rồi. Không, đừng có nói cái đó. Hỏi là múc qua từ cái nồi qua cái nồi, chứ đừng có nói cái đó nè. Ví dụ cái chỗ hay là cái gì đó. À quy trình làm nói lại cho con. Có như là cái đường đây là nó táo rồi, là mình múc là cái chỗ lớn. Rồi cái chỗ lớn mình sang là cái thao nhỏ. Thao nhỏ rồi mình đánh cho nó tái đầu là nó nguội, mình để nó đời khoảng chiều là mình nó không phải bò, là có mấy người là cái nhà tái rồi mấy người là tái rồi mua cái như là mua sỉ đó. Ủa chứ không phải để rút mặt hả cô? Không, cái đây đâu có rút mặt, nó coi như là nó chẹt rồi, coi như là mình đánh rồi nó chết, coi như là ở nhà hồi xưa cái đường bắn á cháu hả. Cái còn đường phèn là cái để rút mặt chứ phèn nó không như rút mặt. Rồi ok, chào chà, anh Hiệp ngồi đuối luôn. À đúng rồi đấy. Rồi mua cái bánh tráng đi rồi đó. Mà bánh sáng thường rồi, tới lấy nha. Bánh đang sáng mà bánh sáng tốt. Đi. Đó là bánh tráng dài chứ là mua bánh tráng mỏng. Bánh tráng hơi ngon thôi, chứ đừng cái dài quá cũng mất ngon. Ăn kìa mát bát bát nhúng miếng hả? Không em. Nó trải màu, nó trải màu cái đường nó là đường đó ta, cho nên người ta đi ra quậy cái thao phớt. Ý là trải màu là nó đẹp hả chú? À, nó trải màu lại nó tụ thành cốt rồi, nó tụ cốt rồi. Ý là mình thấy nó trải màu là mình nghĩ hả? À, mình nghĩ mình đi đánh thao phớt. Chú nói lại đi, ý là mình đánh cái lúc. Coi như mình đánh cho nó trải màu, nó tụ thành cốt đó, nó trải màu. Cả màu đó mà thời hầu cái màu đó giải đủ nó ta. Đó, rồi ta đánh theo khớp, hầu bên ta vàng, mà ta đánh vàng cầu lại á. Chứ đánh xây tròn á, cũng như ta đánh lại là thứ hai á. Để cứ cho có làm giờ nhé. Là nó không làm gì đó, gì đó, gì đó, gì đó, gì đó. Cái đứa là bả nhỏ kia, nó chấm còn không có, mà đánh